liệu Trung Quốc có thể thay thế Mỹ ở Trung Đông? Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tri thức Việt, các bạn thân mến. Như thỏa thuận Ả Rập Xê Út, Iran cho thấy ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực đang gia tăng. Nhưng liệu Trung Quốc có thể cung cấp cho Trung Đông mọi thứ mà Mỹ đã từng làm được trong quá khứ? Hồi đầu tháng 4, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Iran đã lần đầu tiên gặp nhau sau 7 năm. Một tháng trước đó, giới chức hàng đầu của hai nước đã khiến thế giới bất ngờ với việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao sau nhiều năm thù địch vốn làm gia tăng căng thẳng ở khu vực được đánh giá là nóng bỏng này. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các cuộc họp dẫn đến bước đột phá mạnh mẽ trên đã không được tổ chức ở Trung Đông. Bên đứng ra dàn xếp, tiếp đón và làm trung gian cho quá trình này chính là Trung Quốc, sau nhiều năm nỗ lực không thành công của Oman và Iraq. Các chuyên gia đánh giá rằng thành công với tư cách là một người kiến tạo hòa bình ở Trung Đông báo hiệu một sự thay đổi đối với Trung Quốc, vốn có truyền thống không tham gia quá sâu vào các nỗ lực giải quyết xung đột toàn cầu. Hồi tháng 2, ngay trước khi các cuộc đàm phán Iran-Saudi kết thúc, Bắc Kinh đã khởi động sáng kiến an ninh toàn cầu với mục đích giải quyết hòa bình những khác biệt và tranh chấp giữa các quốc gia thông qua đối thoại và tham vấn. Thậm chí sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Nhìn nhận về vấn đề này, bà Julia Guron Holler, một chuyên gia tại Viện Arnold, bất kỳ sơ Freiburg ở Đức cho rằng thỏa thuận Ả Rập Xê Út, Iran có thể đóng vai trò là bệ phóng của Trung Quốc cho các sáng kiến trong tương lai và là minh chứng cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng đóng một vai trò lớn hơn so với trước đây trong việc hòa giải xung đột theo phân tích của giới quan sát tất cả những điều này xảy ra vào thời điểm ảnh hưởng của mỹ vốn có truyền thống can dự và thao túng lớn nhất ở trung đông dường như đang suy yếu quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran mối quan hệ nóng lạnh với ả rập xê út và sự hiện diện quân sự lâu dài cùng với quá trình rút quân sau đó khỏi iraq và afghanistan đã làm tổn hại đến uy tín của washington mặt khác tình hình chính trị trong nước cũng khiến mỹ bị phân tâm cũng như sự cảnh giác ngày càng tăng của công chúng mỹ về vai trò sen đầm quốc tế kéo dài hàng thập kỷ của nước này nhưng liệu trung quốc có thể cung cấp cho trung đông mọi thứ mà mỹ bất chấp tất cả những thất bại của họ đã có làm được trong những năm qua. Giới phân tích khẳng định, dù ảnh hưởng đang gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc vẫn khó có khả năng thay thế Mỹ ở Trung Đông, nơi Washington có hàng chục căn cứ quân sự và đồng minh mà họ cam kết bảo vệ. Mặt khác, Bắc Kinh có thể chưa muốn đảm nhận trách nhiệm đó trong mọi trường hợp. Hiện tại, Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc mở rộng ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế trong khi vẫn để Mỹ tiếp tục dẫn đầu về các mối quan tâm an ninh của khu vực. Điểm mạnh của Bắc Kinh Ngay trước thỏa thuận Ả Rập Xê Út, Iran, Trung Quốc đã tự khẳng định mình là một đối tác quan trọng đối với các nước ở Trung Đông. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Ả Rập Xê Út và Iran và là khách hàng mua dầu lớn nhất từ hai quốc gia này trong những năm gần đây. Nước này đã ngày càng củng cố các mối quan hệ này với việc ký thỏa thuận hợp tác 25 năm với Iran vào năm 2021 và thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Ả Rập Xê Út vào năm 2022. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng những những thành quả đó trên thực tế cũng nhờ một phần không nhỏ vào sáng kiến Vành đai và Con đường Khổng lồ được đưa ra vào năm 2013, với mục đích kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi thông qua mạng lưới cảng, đường sắt, đường cao tốc và các dự án cơ sở hạ tầng khác do Trung Quốc hậu thuẫn. Với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Đông, Bắc Kinh đã đổ vào khu vực này hơn 273 tỷ đô la Mỹ từ năm 2005 đến năm 2022. Gã khổng lồ châu Á cũng mua dầu từ Iraq, khi đốt từ Qatar và xuất khẩu vũ khí sang Algeria, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Họ cũng đang giúp Ai Cập xây dựng thủ đô mới bên ngoài Cairo và đã xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị ở Mecca. Hồi tháng 12 năm 2022, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Ả Rập Xê Út, trong đó ông chủ trì hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Bắc Kinh với liên đoàn Ả Rập và hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC. Thái tử Saudi Ả Rập Mohammed bin Salman mô tả chuyến thăm đánh dấu một kỷ nguyên lịch sử mới trong quan hệ giữa Trung Quốc và đất nước ông. Trong khi đó, những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong công nghệ tiên tiến trong những năm gần đây qua việc cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ kết nối 5G thông qua các công ty như Huawei. Chita Passi, đồng sáng lập và là phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết tất cả những điều này mang lại cho Trung Quốc ảnh hưởng lớn trong khu vực và cũng là bàn đạp giúp Bắc Kinh thành công trong sứ mệnh trung gian giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Bắc Kinh được xem là một đối tác thương mại từ lâu luôn duy trì chính sách không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước Trung Đông từ chính trị đến nhân quyền và điều này giúp Bắc Kinh trở thành một trung gian hòa giải ít gây tranh cãi hơn so với các nước như Mỹ. Sự suy yếu của Mỹ và quyền lực mềm mới của Trung Quốc ở Trung Đông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Trung Đông có thể được cảm nhận thông qua quan hệ đối tác kinh tế của Bắc Kinh với tất cả các nước trong khu vực. Theo nhận định của tiến sĩ Mohammed Al Sulami, chủ tịch của viện nghiên cứu quốc tế về Iran Rasana với mạng tin tức Arab Arab News mới đây. Sau chuyến thăm của giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns tới Ả Rập Xê út trong tháng 4, người ta phải tự hỏi liệu Mỹ có nhận thấy sự biến động của tình hình Trung Đông hay không. Trong chuyến thăm của mình, người đứng đầu CIA được cho là đã nói với thái tử Saudi Ả Rập Mohammed bin Salman rằng Mỹ cảm thấy bị che mắt trước việc Riyadh nối lại quan hệ với Iran và Syria, những đối thủ trong khu vực của Washington. Tuy nhiên, tiến sĩ Mohammed Al Sulami cho rằng các chính quyền kế tiếp của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã làm giảm uy tín của Mỹ ở Trung Đông vì họ thường xuyên cắt giảm nguồn lực và thay đổi chính sách đối với khu vực, đặc biệt là với Iran. Việc đang phải dành nguồn lực kinh tế cho cuộc xung đột ở Ukraine, thất bại trong giải quyết vấn đề Palestine, từng ủng hộ cái gọi là mùa xuân Ả Rập và sự phân cực chính trị trong nước tiếp tục làm giảm thêm uy tín của Mỹ đối với các nước trong khu vực. Ngược lại, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào những quốc gia ở Trung Đông đã mở đường cho Bắc Kinh chuyển từ quyền lực mềm sang địa kinh tế và địa chính trị trong khu vực. Sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Trung Đông phải được hiểu thông qua lăng kính quan hệ đối tác kinh tế của Bắc Kinh với tất cả các nước trong khu vực. Cách tiếp cận kinh tế này rất khác với chính sách của Mỹ trong việc triển khai sức mạnh quân sự chống lại các đối thủ yếu trong khu vực, chẳng hạn như Taliban năm 2001 và chế độ Saddam Hussein năm 2003. Như Robert F. Kennedy, người đang chạy đua trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, giải thích trên Twitter, Trung Quốc đã khéo léo thay thế Mỹ bằng sức mạnh kinh tế. Trong thập kỷ qua, Mỹ đã chi hàng nghìn tỷ đô la Mỹ để ném bom đường xá, bến cảng, cầu cống và sân bay. Trung Quốc đã dành số tiền tương đương để xây dựng lại chúng. Ví dụ tại Ả Rập Xê Út, bất chấp việc các công ty Mỹ hoạt động tích cực ở vương quốc này, khả năng huy động vốn quy mô lớn của các công ty Trung Quốc đang mang lại cho Bắc Kinh một lợi thế tiềm năng, đồng thời giúp phát triển hoạt động kinh doanh mới cho các công ty của họ vốn đang phải đối mặt với thị trường bão hòa ở trong nước. Việc Trung Quốc dẫn đầu về phát triển công nghiệp carbon thấp và lĩnh vực công nghệ mới nổi cũng giúp nước này trở thành một đối tác quan trọng trong việc giúp Ả Rập Xê Út đạt được các mục tiêu năng lượng tái tạo đầy tham vọng. Trung Quốc có thể giúp Ả Rập Xê Út xây dựng năng lực phát triển công nghệ, sản xuất thiết bị chính ở trong nước, tổ chức tư vấn toàn cầu cáp xác của Ả Rập Xê Út cho biết trong một báo cáo nghiên cứu. Mô hình đó trái ngược với cách thức của phương Tây, vốn có xu hướng xoay quanh việc sử dụng đồng đô la Mỹ thu được dầu mỏ cho các hợp đồng dịch vụ và mua bán vũ khí hơn là xây dựng ngành công nghiệp địa phương. Hơn nữa, sáng kiến của Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm mà trọng tâm công nghiệp của Washington đã chuyển hướng về trong nước, khi họ tìm cách xây dựng ngành công nghiệp ít e carbon của riêng Mỹ thông qua các ưu đãi mới của chính phủ. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ chính thức hơn 70 năm trước, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC cộng. Do Saudi Ả Rập dẫn đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ được chính quyền Biden giải thích là một động thái chính trị nhằm làm suy yếu cơ hội của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa. Ả Rập Xê Út đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc này và chỉ ra giá dầu ổn định ngay sau quyết định giảm sản lượng khai thác dầu. Washington cũng cáo buộc Ả Rập Xê Út đứng về phía Nga thông qua động thái của nước này vào thời điểm Mỹ và châu Âu đang cố gắng siết chặt nguồn thu của Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nhà Trắng và các quan chức khác của Mỹ đe dọa sẽ xem xét lại mối quan hệ với Ả Rập Xê Út đi xa hơn là cảnh báo trừng phạt kinh tế và tài chính. Ngoài ra, kể từ thời chính quyền Obama 2009 đến 2017, những chính sách của Mỹ ở Trung Đông đã gây ra sự nhầm lẫn giữa các đối tác khu vực của Washington. Việc thiếu sự hỗ trợ của Mỹ cho các đồng minh trong khu vực trong cái gọi là mùa xuân Ả Rập và ý tưởng nối lại quan hệ với Tehran vào thời điểm bất ổn. Xã hội trong khu vực đã thúc đẩy phần lớn các đồng minh vùng Vịnh tìm kiếm một chính sách đối ngoại mới dựa trên quyền tự chủ và đa dạng hóa. Thất bại của phe tân bảo thủ trong việc thay đổi khu vực thông qua chiến tranh và cách tiếp cận của đảng dân chủ trong việc thúc đẩy ảnh hưởng của Mỹ trong khi không ưu tiên các đồng minh và đối tác trong khu vực cũng là những yếu tố đẩy nhanh sự suy giảm uy tín của Washington trong khu vực. Trước đó, chính sách khu vực của chính quyền Obama dựa trên quan điểm chỉ trích các quốc gia vùng Vịnh, cũng như các cuộc chiến khu vực dưới thời chính quyền George W. Bush đã dẫn đến suy giảm uy tín của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi chính quyền Obama xem xét điều chỉnh chính sách về Iran, đã không có bất kỳ sự đồng thuận nào giữa Washington và các đồng minh khu vực về các vấn đề Iran. Vì vậy, trong khu vực hiện nay có lo ngại rằng chính sách khu vực của Đảng Dân Chủ sẽ có xu hướng muốn làm ngược lại những gì cựu Tổng thống Donald Trump đã làm. Do đó, bầu không khí tích cực trong quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ dưới thời chính quyền Trump trở nên lạnh nhạt và căng thẳng hơn vào thời kỳ đầu của chính quyền Biden. Tiến sĩ Mohammed Al Sulami kết luận, điều này củng cố nhận thức khu vực rằng chính sách Trung Đông của Mỹ đang bị chi phối bởi sự phân cực trong nước và vì vậy sẽ không có ưu tiên thực sự nào để giải quyết các vấn đề và mối quan tâm ở Trung Đông. Kết quả là, cách tiếp cận lấy Mỹ làm trung tâm này không còn được chú ý đối với các quốc gia trong khu vực. Các khán giả của Tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.